Một chấm dành tặng cho bạn Văn Minh. Bạn là chủ của hãng xe Văn Minh. Ok. Ok, úi xùi, ui, bị hài lỗ 10 tặng bạn. Vâng, và bây giờ sẽ tặng bạn còn 9 lỗ 10 nha. 2 9 lỗ 10 cho chẵn Quốc Khánh. Đẩy một băng lên đây, chỉ cần 12 giờ các bạn. Đó. Và bây giờ bài toán sẽ là bi số 2 ra bi số 3, sau đó thì ra bi số 4. Nào, trích áp phê ra đây ra để điều con bi số 4 chung. Về sát sàn sàn, sau đó thì sẽ trô lại để điều bi số 4 các bạn nhá. Nào, trô xuống đây 6 giờ. Nào, 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 nào. Và bi số 4, điều bi số 5 sẽ là một đường điều 1, 2, 3 và 4 băng các bạn nhá. Mũi gậy sẽ đặt hóa hướng 1:30. Đó, các bạn nhìn thấy không? Tiếp tục bi 5 ra bi 8 và tặng 9 lỗ 10, một cú trích nhẹ ra đây 6 giờ. Đương nhiên 8 ra 9 rồi, nếu xẻ vào đây bình thường tặng bạn một cú cần cầm bi 9, đẩy một băng lên đây 12 giờ nhẹ nhàng. Sau đó thì bi 9 sẽ được cần vào lỗ 10 để tặng bạn nhá. Ok, chúng ta sẽ có công thức là gì? 30, 15, con này nằm ở 17, 34. Wow, khung đẹp là đẹp. 17, 34, chúng ta quánh vào 17 và thêm một chút áp phê. Wow, chúc bạn may mắn với cây gậy của mình nhá.